Hello, xin chào mọi người nha. Thì, trước mình cũng làm mấy video về cái con khoai sầu này rồi để chơi và rút tiền. Thì hôm nay mình lại về 33 tệ. Thì mình sẽ tiếp tục rút. Thì con này nó cực kỳ đơn giản, mọi người ai cũng có thể chơi. Đó, hôm nay mình sẽ vào rút tiền nhé. Thì đây, nó có mức không có mức 30 nhé, mình rút 20 tệ này. Ok. Chỉ vài giây thôi là tiền nó về đến ví rồi. Ok, đã thành công. Sau 10 phút sẽ có thông báo tiền về. Thì không đến 10 phút đâu, chỉ vài phút là tiền về đến nơi rồi. Thì con này nó chơi dễ thôi. Như mình đó, tiền về rồi. Mình chơi hàng ngày, mình xem video cũng không được nhiều cho lắm. Nhưng mà các bạn đi mời bạn này. Mời bạn là kiếm được nhiều tiền nhất. Một người bạn sẽ kiếm được 20 đến 30 tệ. Nhưng còn một cách nữa là mình có thêm đội nhóm chơi thì cái số tiền mình kiếm hàng ngày sẽ cao hơn bình thường là mình chỉ đi xem video thôi. Thì đây, mình cũng đã tham gia cái nhóm mà chuyên về chơi các app để kiếm tiền như cái khoai sầu này. Đó, cái này là cái nhóm để quét mã điểm cho cái khoai sầu đấy. Thì mỗi người giúp đỡ nhau một chút, mỗi người hỗ trợ nhau một chút, người biết chữ người không biết thì sẽ hướng dẫn cho những người mà chưa biết để làm sao mà có hiệu quả nhất trong cái việc kiếm tiền từ cái app này. Thì đó, thành viên trong này nhóm thì mới có 30 mấy thành viên thôi. Thì các bạn nào muốn tham gia ấy, thì mình sẽ để link app ở bên dưới, và khi mà chơi cái app này mình liên hệ mình sẽ đưa vào nhóm để cùng tham gia chơi với nhau. Thì mình cũng chơi được mình chơi được khoảng 2 tuần rồi, nhưng mà mình ít khi mình chơi lắm, mình chủ yếu là quay video để cho mọi người cũng biết là cái app này có thể kiếm được tiền. Và còn mình cũng đang chơi một cái app này đây này, đấy, cái app này là app đọc sách của Trung Quốc. Thì cái này cũng được nhận tiền nhé, cái này chơi cũng được tiền nhé. Mình đã rút rồi, nhưng hiện tại mình đang còn một cái hoạt động nữa là rút 100 tệ. Thì đơn giản nó vào chỉ việc có nick WeChat này thì đăng nhập vào vậy thôi, và cứ lướt như vậy là mình nhận thưởng thôi. Người ta sẽ bắt mình đọc, nhưng mà mình không cần phải đọc, mình cứ lướt như vậy thôi. Đó, thì hiện tại cái tài khoản này mình đang còn 100 mấy tệ, 126 tệ. Thì hiện tại thì mình còn phải làm thêm mấy cái hoạt động nữa thì đó, thì mới được rút 100 tệ đây nhé. Rút tiền thì cũng nhanh lắm. Tiền thì đây, mình đã rút về WeChat nhé. Đây, nhưng cái mình đã rút về WeChat này, 4,5 tệ này. Nói chung là đã về hết WeChat rồi. Và đây là 100 tệ. Thì mình đang, đây này, nó còn hiện cái phần chữ vàng vàng cam này, là cái hoạt động đang thực hiện. Thì đây này,
Đây có 6 cái miếng ở giữa màn hình đây, mình kéo lên đấy. Thì là mình đã được 3 miếng mảnh ghép. Thì mình còn thiếu 3 mảnh ghép nữa thôi là mình sẽ rút được 120 mấy tệ này. Và mình sau khi mình hoàn thành được cái 6 cái mảnh ghép này, từ ngày hôm sau mình kiếm được bao nhiêu tiền, mình có thể rút ngay lập tức. Đấy thì cái link cái app này thì mình cũng để ở dưới video, thì mọi người ai muốn tham gia thì mọi người tải về chơi, và mình cũng để số WeChat của mình ở dưới. Bạn nào chưa hiểu Nếu gì muốn thì rút liên hệ với thì mình xuống xa lái, chẳng là quay xuống. nhé. Rất nhiều app có thể kiếm được tiền. Nếu mà cái này thì hợp với những người mà hiện tại giờ đang ở nhà, mà chưa biết làm gì, thì đơn giản lắm. Những cái app này chỉ việc xem video này, cầm cái điện thoại cũng như kiểu mình chơi Facebook Việt Nam, chơi Facebook này, chơi Zalo này, nhắn tin. Nếu mình bỏ một chút mỗi ngày một chút thời gian, là 1 tháng thì bình thường cứ làm mỗi app mình bỏ ra một chút thời gian, 1 tháng có thể kiếm được ra 1.000 tệ, nó rơi vào tầm 3,5 triệu đến 3,7 triệu tiền Việt Nam. Chịu khó 1 tháng bỏ một ít thời gian ra mình thực hiện những cái nhiệm vụ hàng ngày của những cái app này là rất ok nhé các bạn. Đó. Đây này. Rút tiền đấy, rút tiền thành công luôn. Và đây mình sẽ vào cái chat mình kiểm tra. Khi tiền về cái là WeChat, bạn nào đã có ví thì nó sẽ thông báo đây này. Đấy, vừa mới rút này. Cái trên là mình rút 20 tệ này. Cái dưới ở cái app đọc sách này là vừa 0,4 tệ này, là nó về ngay rồi các bạn ạ. Đơn giản. Các bạn mình không biết là các bạn xem video có thể hiểu được hết không, nhưng mà nếu chưa hiểu thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình sẽ hướng dẫn tận tình nhé. Thì mình làm được rồi và kiếm được tiền rồi thì mình cũng chỉ cho các bạn là mình biết những gì, mình sẽ chỉ cho các bạn để kiếm tiền từ những cái app này. Và đó, một ngày mình chỉ làm video ở đây thôi, thì mọi người thấy hay ý nghĩa thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.